các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha TX-1/10 2009, hay còn gọi là MT-15, đã lộ hình ảnh với mức giá bán là 70 triệu đồng. Yamaha TX-1/10 2009, phiên bản hoàn toàn mới của MT-15, đã chính thức ra mắt tại Bangkok, Thái Lan. Đây là phiên bản hoàn toàn mới của TX-1/10 2009, tên gọi ở thị trường Việt Nam, và còn có những tên gọi khác là Sapri 2009 ở thị trường Indonesia hay là Emlas ở Thái. Yamaha TFX-1/10 2009 đã có mức giá niêm yết dừng ở mức là 98.500 bạc, tương đương rơi vào khoảng là 70 triệu đồng nam. TFX-1/10 2009 đã chính thức ra mắt với 4 phiên bản màu sắc hoàn toàn mới: xanh CB vàng xanh, đen nhám vàng xanh neon, trắng vàng đỏ và đen vàng đen. Yamaha TX-1/10 2009 đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên trước đây khi xe đang thử nghiệm ở trên đường phố, và phiên bản Yamaha TX-1/10 hay còn gọi là MT-15 2009 đã lộ diện đi kèm mức giá bán để hấp dẫn. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng phiên bản TX-1/10 2009 vẫn giữ nguyên cái khối động cơ như cũ. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới xuất hiện vào sáng nay, Yamaha TX-1/10 2009 đã khiến những cái fan là không thất vọng với thiết kế hoàn toàn mới là cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, cái phiên bản TX-150 2009 cũng được Yamaha trang bị cái trái tim hoàn toàn mới tương tự phiên bản là R15V3. Thiết kế phần đuôi xe được thay đổi hoàn toàn sau phiên bản cũ. Thiết kế mới giúp cho người ngồi sau có vị trí ngồi thoải mái hơn. Tuy nhiên, nó không còn được cái nét thể thao như phiên bản là TX-150 cũ. Và Yamaha TX-150 2009 dùng chung cái động cơ của chiếc Yamaha R15V3 vào cái chiếc FZ-150. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật là trang bị động cơ qua biến thiên V3 Standard với dung tích là 155cc hợp xích cấp, cho ra công suất đa lên tới là 19.31 HP, mô men xoắn cực đại là 14.7 Nm, hỗ trợ Liberlux. Yamaha TX-1/10 2009 thay chúng tôi tham khảo từ một cửa hàng tư nhân chuyên nhập khẩu xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giá của TX-1/10 2009 ở Việt Nam ước chừng rơi vào khoảng 90 triệu đồng. Lô hàng đầu tiên có năng về Việt Nam vào cuối năm nay. Cảm ơn các bạn theo dõi này là kế tiếp. Nhớ like, subscribe.